Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành vấn đề đáng quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, các nhà quản lý và các cấp chính quyền. An toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe con người mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội. Nhân tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017, chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về vấn đề này. Trước hết xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời trao đổi cuộc trò chuyện hôm nay. Thưa bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, ông có thể cho biết những nét cơ bản về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian gần đây không ạ? Vâng, về thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hàng hóa tốt, xấu đang còn lẫn lộn, rất khó nhận biết và kiểm soát. Có một số thực phẩm thì hàm chứa một số cái yếu tố là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cho người tiêu dùng. Do trong quá trình sản xuất, nuôi trồng và chế biến thực phẩm không đảm bảo. Và để đánh giá cái thực trạng về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An, thì Ủy ban tỉnh đang giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là chủ nhiệm đề tài và Trường Đại học Vinh đang là cơ quan nghiên cứu đánh giá thực trạng này. Trong cái năm nay thì chúng ta triển khai cái tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, thì cái trọng tâm của công tác thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai như thế nào? Về công tác thanh tra kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm có một vai trò rất quan trọng, và trong thời gian qua thì các ngành, các cấp đã tăng cường công tác quản lý nhà nước và đã thành lập nhiều đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành rồi thanh tra chuyên ngành để thực hiện cái nhiệm vụ thanh tra kiểm tra. Và gần đây thì ngày 5 tháng 4 năm 2017, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch cũng đã có một cái chuyến công tác kiểm tra đột xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm tại một huyện, đó là huyện Nam Đàn. Vậy thì cái khó khăn lớn nhất của cái công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm là như thế nào? Cái khó khăn hiện nay là công tác kiểm soát quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm đang gặp phải một số cái vấn đề. Đầu tiên là cái khó khăn trong kiểm soát các loại hóa chất cấm, chất tồn dư trong sản xuất, nuôi trồng và chế biến thực phẩm có hại cho sức khỏe. Rồi tiếp đến là chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức và cái tính tự giác của người sản xuất, nuôi trồng, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Và tiếp đến nữa là cái việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm phải xuất phát ngay từ cơ sở, nghĩa là ngay từ tuyến xã, phường đến thôn xóm và ngay từ mọi người dân. Và chúng ta cũng cần vấn đề tăng cường cái cán bộ chuyên trách đủ mạnh và đầu tư kinh phí, trang thiết bị cho cái lĩnh vực này cũng là một vấn đề cần quan tâm. Trong cái công tác quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm, cái vai trò của các cái cơ quan y tế cấp huyện như phòng y tế cơ sở hoặc là các cái chức năng quản lý kiểm tra của các thành thị đối với vấn đề này lâu nay được quy định như nào và thực tế thì nó đang diễn ra như thế nào ạ? Về cái vai trò của phòng y tế cũng như công tác hoạt động y tế ở các huyện, thị xã và thành phố là rất quan trọng. Bởi vì y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện. Mà nhưng riêng ngành y tế tích cực thì phải nói rằng cũng chưa đủ, mà cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng, của chính quyền và các ngành liên quan và của toàn xã hội. Nhưng trong đó thì tôi thấy rằng cái vai trò của chính quyền cơ sở và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất, rồi là chế biến, sử dụng an toàn thực phẩm mới là vấn đề là quyết định. Bởi vì đặc biệt nó có ý nghĩa quan trọng trong cái nền sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ như của chúng ta hiện nay. Lâu nay cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi khi các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn thanh tra, các đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra thì nó có vẻ như nó ổn định được một thời gian ngắn. Và gần như đó là cái giải pháp tình thế. Đặc biệt đối với các huyện, thành thị, các cái phòng y tế của cơ sở thì dường như họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Theo ông đó là gì? Phải nói kia công tác thanh tra, kiểm tra là một vấn đề đáng phải thường xuyên của công tác quản lý nhà nước, mà phải làm ở tất cả các cấp, từ cấp tỉnh, cấp huyện và đến cấp xã, phường, thị trấn. Và theo tôi thì cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phải tăng cường công tác quản lý nhà nước ngay từ cơ sở, ở tuyến xã, phường, thị trấn, và sự đấu tranh phát hiện ngay từ các thôn xóm,
bản làng, cái nơi trồng và nơi sản xuất thì mới xử lý cái các vấn đề. Chứ còn mà nếu như dựa vào ở cấp trên thì ta chủ yếu là công tác quản lý nhà nước, lực lượng của chúng ta không thể, một đoàn tỉnh không thể là liên tục đi thanh tra kiểm tra hết 480 xã phường cũng như trên 21 huyện thành thị, mà phải dựa vào cơ sở. Hiện nay vùng nông thôn và nông thôn miền núi, bà con do có thể là do cái nhận thức hiểu biết của họ trình độ còn hạn chế, cho nên việc sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật, các cái hóa chất trong sản xuất chăn nuôi lại đang dường như đang chuyển từ vùng đồng bằng lên miền núi. Vâng, phải chăng ở đây chúng ta đang thiếu công tác tuyên truyền cũng như giáo dục phổ biến pháp luật cho bà con ạ? Kia vấn đề hóa chất bảo vệ thực vật nên nó có hai mặt. Một mặt thứ nhất là nó bảo vệ cây trồng, tăng năng suất của cây trồng. Nhưng một mặt thì cái hóa chất độc, nguy hiểm hoặc là tồn dư trong đó thì gây ảnh hưởng sức khỏe. Và cái sử dụng của bà con giờ có hai vấn đề. Một là do nhận thức, người ta cũng chưa hiểu được cái hóa chất sẽ độc hại sức khỏe. Hai là một số người thì hiểu được vấn đề nhưng mà do cái lợi nhuận. Cho nên vấn đề này là bàn tay quản lý nhà nước của các cấp. Một là chúng ta phải ngăn chặn và kiểm soát tốt cái hàng hóa nhập khẩu vào. Và trong quá trình đó phải đẩy mạnh công tác truyền thông, rồi là để dân hiểu biết và nâng cao cái công tác thành như kiểu là tuyên truyền để người dân tự giác, và cũng phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát của nhà nước trên các lĩnh vực để rồi từng bước là cái việc thực hiện đúng cái quy định của pháp luật ngày càng tốt hơn. Vâng. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm triển khai từ ngày 15 tháng 4. Vậy thì ông có thể cung cấp một số thông tin về các hoạt động chính diễn ra trong tháng này không? Trước hết là theo sự chỉ đạo của các bộ ngành liên quan và của Ủy ban nhân tỉnh, thì như vậy là các cấp, các ngành đã triển khai các văn bản và hướng dẫn các cái điều cần thiết để triển khai thực hiện tốt cái tháng an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2017. Và các cấp từ cấp tỉnh xuống cơ sở đã tổ chức cái lễ phát động và hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017. Và chúng ta cũng đang tăng cường và đẩy mạnh cái công tác truyền thông, và cũng đang tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác quản lý nhà nước. Và thanh tra kiểm tra đến đâu thì xử lý nghiêm minh các cái trường hợp vi phạm. Đồng thời với xử lý các trường hợp vi phạm thì chúng ta cũng đang tìm kiếm, biểu dương, khuyến khích và nhân rộng các cái mô hình sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm tốt tiêu biểu để từng bước phục vụ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Hồng. Vâng, thưa quý vị và bạn, những trao đổi trên đây của thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã khép lại chương trình trao đổi hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những chương trình lần sau. Kính chào và hẹn gặp lại.